cuộc sống là trăm ngàn mối lo toan về cơm áo gạo tiền. Chẳng ai có đủ thời gian và kiên nhẫn để luôn phải lắng nghe những lời than thở. Hành động đi, bởi dăm ba câu than vãn không đánh bại được khó khăn. Khi cuộc sống đặt bạn vào chuyện thế khó khăn, đừng bao giờ nói: tại sao lại là tôi? Mà hãy nói: tôi sẽ cố gắng. Một khi bạn đã bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ: tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước ta đi có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại. Cuộc sống cũng như một dòng sông dài, chẳng bao giờ bằng phẳng và êm xuôi mãi. Hẳn sẽ có những lúc khúc quanh, lúc sóng gió. Ai trong đời rồi cũng một lần cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Lòng không thôi cảm thấy chới với giữa dòng đời xô bồ, bản thể nhỏ bé đến cùng cực. Trong khoảnh khắc nhen nhóm ý nghĩ buông xuôi, tâm hồn gần như gục ngã, mất niềm tin, mất hy vọng. Trước mặt chỉ còn là một khoảng không đen đặc, đầy đau đớn. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn. Một ngăn chứa niềm vui, một ngăn đựng nỗi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ khiến bi thương bên cạnh thức giấc. Nếu ta cho rằng mình sẽ không bao giờ thất bại vì tài năng và bản lĩnh có thừa, thậm chí ta ghét sự thất bại, ta còn cho rằng thất bại là xấu xa, là nhục nhã, nên khi đối đầu với sự thất bại, ta sẽ dễ bị chao đảo và ngã quỵ. Nhiều khi sự tổn hại về tài sản và năng lực cũng chẳng là bao, nhưng chính vì cái kẹt vào danh dự mới làm ta khổ đau. Ta vừa phải thu dọn bao nhiêu thứ tàn dư sau cuộc chiến bại, vừa phải tìm cách ứng phó để giữ gìn sĩ diện. Đó là chưa nói đến sự tưởng tượng của ta về thái độ coi khinh của mọi người khi họ biết ta thất bại, mà chính ta cũng tự vẽ vời thêm thảm cảnh đáng thương của mình trong những ngày sắp tới sống trong thất bại. Chính thái độ ấy đã nhấn cuộc đời ta chìm xuống. Nhiều khi ta lại đi tìm cái tôi của mình ngay nơi con đường tâm linh. Đáng lẽ ra những phương pháp thực tập chuyển hóa có thể giúp ta chữa trị và hồi phục rất nhanh chóng, nhưng khi vết thương chưa kịp lành là ta đã vội đặt cho mình những mục tiêu chuyển hóa to tát cần phải đạt được. Ta lầm tưởng đó là thái độ quyết tâm hướng thượng, nhưng thực chất là ta đang củng cố cái tôi yếu đuối của mình. Ta phải làm một điều gì đó để ta thấy được sự tồn tại của mình. Trong tình trạng năng lượng cạn kiệt mà ta lại đặt thêm một tham vọng mới, dù tham vọng ấy được coi là chính đáng đi nữa thì nó vẫn đốt cháy hết năng lượng dự trữ trong ta. Cũng có khi ta chưa quen thất bại, hoặc chưa bao giờ bị thất bại nặng nề như thế, nên ta rất dễ lúng túng rồi bám víu vào mọi thứ. Một người vừa bị mất việc làm thì kiếm ngay một việc khác để làm. Còn một người lỡ tay làm hư một tác phẩm thì vội vàng bắt tay vào một tác phẩm mới. Nếu một người vừa bị phụ tình thì mau chóng lao tới đối tượng khác để được cảm giác thương yêu. Tất cả những phản ứng sau sự thất bại thường là cố gắng khẳng định cái tôi của mình. Vì theo ta, nếu không nắm được gì trong tay thì chẳng còn gì là ta nữa. Nhưng phần lớn
những gì ta cố bám trong khi đang trải qua sự thất bại đều là lầm lẫn cả. Ta chỉ đang tìm cách xoa dịu và khỏa lấp sự tổn thương ích kỷ của mình, chứ không phải ta đang có sự đầu tư đúng mức cho đối tượng của mình. Ta đã từng thấy có nhiều người càng hướng tới tâm linh thì họ càng vướng kẹt và suy yếu, vì họ vẫn chưa dừng lại cuộc tranh đấu. Nhiều người tìm đến công tác từ thiện hay phục vụ cộng đồng cũng để khỏa lấp nỗi đau thất bại từ cuộc đời. Tuy những công tác cao cả ấy có thể mời lên những năng lượng tốt đẹp trong tâm hồn, nhưng vết thương kia vẫn còn đó. Sau này khi năng lượng xoa dịu không còn dồi dào nữa thì nó sẽ đau nhức trở lại. Tìm tới danh vọng khi thất bại trong tình cảm, hay tìm đến tình cảm khi danh vọng thất bại, cũng đều như thế cả. Cũng là cách để cứu vớt cái tôi yếu đuối của mình, và cũng sẽ đón nhận những thất bại sâu đậm hơn.